Chào mừng cô và các bạn đã đến với bài thuyết trình của nhóm 2 gồm 3 thành viên Như Hảo, Kim Ngân, Hồng Ngọc. Nhóm mình thuyết trình về chương 2, lý luận chung về gia đình. Sau đây mời các bạn xem hình ảnh về gia đình. Mời các bạn xem video và trả lời câu hỏi, cậu bé đã sống trong một gia đình như thế nào? Bánh đúc có xương. Mình ơi, mình đừng bỏ mẹ con tôi mà. Mình mất rồi làm sao mẹ con tôi sống nổi đây? Con cái của mình, chúng nó còn nhỏ quá. Chúng còn cần có bố bên cạnh để dạy dỗ. Mình đi rồi, mẹ quá còn coi biết sống làm sao đây? Bố ơi, đừng bỏ tụi con mà. Con thương bố lắm. Bố hứa là mỗi ngày sẽ chở con đi học, mà bây giờ bố lại thất hứa. Con không thích đâu. Bố ơi, mau tỉnh dậy đi bố ơi. Tôi xin lỗi mình nhiều lắm. Tôi phải để mình vất vả nuôi hai đứa con rồi. Mình tha lỗi cho tôi nha. Tôi đã không làm tròn bổn phận người chồng, người cha. Tôi xin lỗi. Nhưng khi tôi đi rồi, mình hãy cố gắng chăm sóc hai con thật tốt, nhất là thằng Lộc. Nó đã không còn mẹ, giờ lại mất cả cha. Xin mình hãy vì tình nghĩa với tôi mà luôn yêu thương nó và xem nó như con ruột của mình. Tôi chỉ mong được mình chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng này thôi. Mình yên tâm đi, tôi sẽ yêu thương con như con đẻ của mình. Tôi nhất định sẽ làm được mà. Bây giờ thì mình đừng nói gì nữa. Hãy cố gắng nghỉ ngơi rồi còn khỏe lại để ở bên cạnh mẹ con tôi nữa chứ. Mình ơi, mình ơi. Bố ơi. Bố ơi. Một thời gian sau. Linh, con cẩn thận coi chừng ướt quần áo đó. Ủa? Mà con xem giùm mẹ, mấy giờ rồi? Mà sao anh con vẫn chưa đi học về vậy? Không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Tự nhiên mẹ cảm thấy sốt ruột quá. Sao bữa nay nó về muộn vậy ta? Cô Hiền ơi, con có nhà không? Xảy ra chuyện lớn rồi con ơi. Bạn Lộc bị xe tông, đang nằm ở trạm xá cấp cứu ạ. Con nhanh chạy ra xem bạn ấy như thế nào đi. Con cũng mới nghe tin nên vội chạy qua báo cho cô biết nè. Cô đi nhanh đi cô. Hả? Cái gì? Ăn chút cháo đi con. Phải ăn nhiều vào thì con mới mau khỏe mạnh được. Nằm hoài một chỗ như vậy, mẹ biết con cũng chán lắm. Nhưng cũng phải cố gắng. Chứ bây giờ con mà cử động nhiều thì chân sẽ lâu lành lắm. Bao giờ chân con mới khỏi hả mẹ? Con cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy quá. Mẹ hỏi bác sĩ tháo bọc cho con được không? Giờ con làm gì cũng khó khăn. Mẹ lại phải dìu dắt con, lo cho con từng thứ. Con thấy mẹ vất vả quá, con không chịu được. Cái thằng này có gì mà vất vả chứ. Mẹ không có sao hết. Bác sĩ sẽ sớm tháo bột cho con thôi. Nếu con chịu khó nghỉ ngơi và ăn nhiều vào, khi nào chân của con khỏe hẳn, bác sĩ mới tháo bột cho con được chứ. Nghe lời của mẹ, nhiệm vụ của con bây giờ chỉ có ăn thật nhiều, sau đó thì nằm nghỉ ngơi. Mọi chuyện đã có mẹ lo hết rồi, con cứ an tâm. Hôm nay mẹ có nấu cháo chiên bồ câu cho con đó. Con ăn nhanh đi cho nóng. Mai mẹ lại nấu món khác cho con đỡ ngán hen. Wow, chiên bồ câu ạ. Cháo mẹ nấu là ngon hết sảy luôn. Mẹ nấu món gì con thấy cũng ngon hết. Nên mẹ yên tâm đi, con không có ngán đâu. Bây giờ thì con sẽ ăn hết tô cháo này cho mẹ xem. Con nhất định sẽ mau khỏe, để mẹ không phải vất vả vì... Các bạn xử lý tình huống giúp nhóm mình nhé. Cậu bé đã sống trong một gia đình như thế nào?
Để xử lý được tình huống, các bạn nên chú ý tập trung vào bài thuyết trình. Chương 2, lý luận chung về gia đình. Một là mã khái niệm chung về gia đình. Một, định nghĩa về gia đình. Gia đình là một thể chế cơ bản của xã hội, là nhóm xã hội đầu tiên của cá nhân. Con người được sinh ra, lớn lên, hoạt động tích cực đều bắt đầu từ gia đình. Gia đình là một cộng đồng, mọi người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài. Gia đình như là trường học làm người đầu tiên của con người, tài năng của mỗi người được hình thành, vun đắp, bồi dưỡng từ gia đình. Gia đình, loài người luôn bị ràng buộc bởi các quy định, các chuẩn mực, giá trị, sự tác động của xã hội. Gia đình là một nhóm người chung sống với nhau dưới một mái nhà và có quan hệ hôn nhân, huyết thống và có nền kinh tế chung. Thực tế, gia đình có những ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đến xã hội. Gia đình cũng chính là tế bào của xã hội. Đất nước muốn phát triển bền vững thì cơ cấu gia đình phải vững mạnh. Để nhận dạng gia đình tương đối chính xác, có các đặc trưng sau đây. Gia đình là một nhóm nhỏ xã hội, có ít nhất từ 2 người trở lên. Gia đình khởi đầu bằng hôn nhân, quan hệ vợ chồng được xác lập là hạt nhân của mối quan hệ trong gia đình. Từ quan hệ vợ chồng, quan hệ huyết thống được hình thành bởi những đứa trẻ được sinh ra. Gia đình đảm bảo cung cấp cho các thành viên nhóm, đối tượng, phương tiện và điều kiện thỏa mãn nhu cầu cơ bản cho sự tồn tại và phát triển. Nhờ các đặc trưng này mà sự gắn bó của các gia đình trong xã hội bền chặt, vững chặt thể hiện qua phong tục, tập quán, nếp sống, truyền thống của gia đình. Gia đình có thể hiểu là một nhóm nhỏ xã hội, các thành viên trong nhóm có mối quan hệ gắn bó với nhau qua hôn nhân, huyết thống, tâm sinh lý, có chung các giá trị vật chất, tinh thần tương đối ổn định trong các giai đoạn phát triển lịch sử xã hội. 2. Gia đình là môi trường văn hóa gần nhất và sớm nhất đối với trẻ em. A. Khái niệm về văn hóa. Văn hóa là tất cả những giá trị vật chất do con người sáng tạo nên của thế giới tự nhiên. Văn hóa có từ khi xã hội loài người được định dạng. Nhưng nghiên cứu về văn hóa thì các nhà khoa học trên thế giới mới bắt đầu đi sâu tìm hiểu một cách hệ thống từ thế kỷ thứ 16, nhất là nửa thế kỷ thứ 17 khi có nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất đem lại. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm đáp ứng những nhu cầu đời sống đòi hỏi của sự sinh tồn. Tổng hợp những cách biểu hiện trên về nền văn hóa, chúng ta nhận thấy văn hóa có một số đặc điểm sau. Văn hóa do con người sáng tạo ra, không có sẵn trong tự nhiên. Văn hóa tồn tại ở dạng vật chất, văn hóa tinh thần. Các sản phẩm lao động sáng tạo của con người nhằm thỏa mãn các nhu cầu của con người qua các thời kỳ lịch sử phát triển. Văn hóa là toàn bộ các giá trị vật chất tinh thần do lao động sáng tạo của con người sản xuất ra nhằm thỏa mãn các nhu cầu tồn tại và phát triển cho các cá nhân và cộng đồng xã hội qua các thời kỳ phát triển lịch sử xã hội. Nền văn hóa xã hội có hai thành phần cơ bản. Một là văn hóa vật chất do hoạt động lao động sáng tạo của nhân loại qua các thời kỳ lịch sử sản xuất. Các công trình kiến trúc, nhà ở, đường xá, các phương tiện vật chất phục vụ cho lao động sản xuất, cày, bừa, xẻng, máy móc, các thiết bị kỹ thuật, các đối tượng phương tiện vật chất thỏa mãn các nhu cầu vật chất
cho con người như cơm, áo, giường, tủ, bát, đũa, thìa, các phương tiện vật chất giao thông đi lại. Hai là văn hóa phi vật thể, các giá trị tinh thần do hoạt động thực tiễn sáng tạo của loài người sản xuất ra. Các tri thức khoa học, các vốn sống, kinh nghiệm xã hội, hệ tư tưởng, các sản phẩm khoa học, văn hóa, nghệ thuật, điệu múa, bài ca, các loại ngôn ngữ, phong tục, tập quán, các nghi lễ, nghi thức, đạo đức, pháp luật, tôn giáo. Qua các thời kỳ lịch sử, bằng hoạt động thực tiễn sáng tạo của mình, con người sản xuất ra các sản phẩm vật chất, tinh thần để thỏa mãn các nhu cầu ngày càng cao do cá nhân và cộng đồng xã hội. B. Gia đình là môi trường văn hóa sớm nhất, gần nhất đối với trẻ em. Gia đình là thiết chế cơ bản của xã hội, nơi đây là nơi hợp pháp để nam nữ thể hiện quyền, bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của quan hệ vợ chồng, đặc biệt là sinh hoạt tình dục, cuộc sống tình dục hài hòa của vợ chồng không chỉ duy trì tình cảm mà còn bảo tồn giống loài, tái sản xuất ra con người. Gia đình là tế bào của xã hội, nơi đây lưu giữ, bảo tồn, thậm chí còn sản xuất ra sản phẩm văn hóa cần thiết cho sự tồn tại và phát triển cho mọi cá nhân, cộng đồng xã hội. Có thể nói các sản phẩm văn hóa vật chất như các loại lương thực, thực phẩm, phương tiện tránh nắng, mưa, rét, nhà cửa, quần áo, các sản phẩm văn hóa tinh thần như là ngôn ngữ. Trẻ em được sinh ra, lớn lên, hoạt động tích cực trong nền văn hóa của gia đình, cha, mẹ, những người thân trong gia đình đáp ứng kịp thời các nhu cầu vật chất, tinh thần cho trẻ bằng các sản phẩm văn hóa thiết yếu của gia đình để cho trẻ tồn tại và phát triển. Ví dụ, nhu cầu dinh dưỡng, sữa, bột, cháo, cơm, nhu cầu cảm xúc, biểu cảm, thể hiện cảm xúc vui buồn của trẻ, nhu cầu cảm nhận môi trường xung quanh như màu sắc, hình dạng, nhu cầu vận động, trẻ chạy nhảy, vui chơi, nhu cầu gắn bó, giao tiếp, được tiếp xúc với mẹ, những người thân để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản như ăn uống, vui chơi, yêu thương, an toàn. Mỗi gia đình thỏa mãn các nhu cầu cơ bản cho trẻ theo một cách khác nhau. Văn hóa gia đình được xây dựng bởi các thành viên trong gia đình, bắt nguồn từ kinh tế gia đình, giai tầng xã hội của vợ hoặc chồng, trình độ học vấn, nhận thức các thành viên trong gia đình, tôn giáo, tín ngưỡng của cha mẹ. Văn hóa gia đình chính là những sản phẩm văn hóa xã hội, nó vừa mang những tính chất chung của cộng đồng xã hội, vừa mang những tính chất riêng khác biệt cho từng gia đình, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Văn hóa gia đình là môi trường văn hóa xã hội gần nhất, sớm nhất đối với đứa trẻ. Do vậy, có thể nói cơ thể của trẻ tăng trưởng hàng ngày là nhờ các sản phẩm văn hóa vật chất của gia đình, từ gia đình, sữa mẹ, sữa bò, cháo, bột, cơm và các dinh dưỡng. Đứa trẻ phát triển tâm sinh lý một cách thuận lợi là nhờ các tác động âm thanh, ánh sáng. Đứa trẻ được nằm trong vòng tay ấm áp, tràn ngập những cảm xúc yêu thương từ mẹ và những người thân gần gũi trẻ. Đây là những sản phẩm văn hóa tinh thần phi vật thể. Đứa trẻ tăng trưởng và phát triển nhờ các sản phẩm văn hóa xã hội do gia đình cung cấp. 3. Các loại gia đình. Hiện nay có nhiều cách phân loại gia đình, căn cứ vào mục đích nghiên cứu khác nhau, người ta xây dựng các tiêu chí phân loại khác nhau. Nếu lấy hôn nhân làm chuẩn thì có hai loại: gia đình đơn hôn, gia đình có một vợ một chồng; gia đình đa hôn, gia đình có một chồng nhiều vợ hoặc một vợ nhiều chồng.
Nếu lấy số lượng thế hệ đang sống chung trong một gia đình thì có hai loại. Gia đình hạt nhân, gia đình có hai thế hệ, cha, mẹ và các con sống chung với nhau dưới một mái nhà. Trong xã hội hiện đại, gia đình hạt nhân là loại gia đình có điều kiện phát triển tốt nhất. Gia đình mở rộng, gia đình có từ ba thế hệ trở lên, đang chung sống với nhau dưới một mái nhà, ông bà, cha mẹ, con cái, cháu. Gia đình mở rộng ngày càng thu hẹp trong xã hội hiện đại, do kinh tế xã hội phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, nên ông bà thường được tách thành các hộ độc lập. Các quan hệ trong gia đình có tác động trực tiếp đến việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm lý cho trẻ. Nhiều công trình khoa học đã chứng minh chăm sóc sức khỏe là một nhu cầu cơ bản của con người, là một mục tiêu lâu dài của sự phát triển xã hội. Sức khỏe thể chất và tinh thần tâm lý của trẻ có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển. Với ý nghĩa này thì gia đình chia làm ba loại sau. Thứ nhất, gia đình có đầy đủ cha lẫn mẹ, là gia đình có đủ quan hệ cơ bản cha, mẹ, con. Gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, đứa trẻ được quan tâm chăm sóc chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, điều kiện thuận lợi cho sự phân công lao động trong gia đình. Thường mẹ dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần cho trẻ. Cha thường lo làm ăn, kinh tế để xây dựng gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ và các con. Gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ là điều kiện tiên quyết để tạo ra bầu không khí hài hòa, ý nghĩa quan trọng đối với trẻ còn đang nương tựa vào gia đình. Vì trẻ nhỏ thì cần sự bao bọc chở che, cần thỏa mãn các nhu cầu vật chất như ăn, ở, mặc, đi lại, phòng chống các loại bệnh tật thì ba mẹ sẽ đáp ứng kịp thời về tình cảm, tinh thần, an toàn cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ nằm trong gia đình mở rộng, có thêm ông bà hoặc cô dì, chú bác, những người ruột thịt, loại gia đình này thì còn đang phổ biến ở nông thôn Việt Nam. B là gia đình thiếu hụt cha mẹ, gia đình khiếm khuyết mẹ hoặc cha, loại gia đình này thể hiện trong thực tiễn rất đa dạng. Gia đình có cha mẹ ly dị, con ở với mẹ hoặc cha, đứa trẻ không được hưởng sự chăm sóc đầy đủ của cả cha mẹ. Gia đình có cha hoặc mẹ qua đời, con chỉ được sự chăm sóc của cha hoặc mẹ. Những đứa trẻ sống trong gia đình này chỉ được hưởng sự chăm sóc của cha mẹ, nhu cầu dinh dưỡng không đáp ứng đầy đủ, thiếu sự động viên khích lệ, âu yếm, yêu thương từ nơi cha mẹ. Sự bất hạnh này thường tạo ra những cảm xúc u buồn, tự ti, rõ rệt, tính cách lạnh nhạt, đơn độc. Do thiếu sự giáo dục của cha mẹ, đứa trẻ thường không cân bằng được nét tính cách, dễ bị kích động, hung dữ hoặc chai lì. Trẻ dễ bắt chước tiêm nhiễm những hình ảnh xấu từ xã hội, thậm chí dễ đi vào con đường vi phạm pháp luật. Những đứa trẻ sống trong gia đình này từ nhỏ đã thiếu vắng đi những mẫu hành vi giới của cha mẹ. Lớn lên thì trẻ lúng túng, khó thích ứng, khó hợp tác với những người xung quanh. C. Gia đình đặc biệt. Các gia đình đặc biệt không bao gồm những gia đình đã phân tích ở trên, đó là những gia đình có mẹ hoặc bố dưỡng. Sau khi ly hôn thì bố mất, mẹ đi lấy chồng, con theo mẹ thì gọi là bố dưỡng. Có cha và mẹ kế thì sau khi ly hôn hoặc mẹ mất, bố đi lấy vợ thì con theo bố thì đó gọi là mẹ kế. Có cha nuôi, mẹ nuôi, đứa trẻ vì nhiều lý do khác nhau không ở với cha mẹ mình như chiến tranh, ly tán, đói nghèo,
vì làm ăn xa, hoặc là cha mẹ đẻ đã mất vì bệnh tật hoặc tai nạn. Những gia đình chỉ có mẹ, con ngoài giả thú. Hiện nay ở Việt Nam xuất hiện gia đình bố đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, gửi con cho ông bà nội, ông bà ngoại chăm sóc hoặc cô dì chú bác nuôi, nghĩa là đứa trẻ sống thiếu sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Thì những trẻ ở các gia đình đặc biệt này không được hưởng sự chăm sóc đầy đủ của cha hoặc mẹ về mặt tâm lý, nên lúc nào cũng cho rằng mình thiếu thốn tình cảm. Trẻ ở gia đình này có mặc cảm thiếu cha che chở, thiếu mẹ chăm sóc hoặc là cả hai. Mặc cảm này được biểu hiện ở những phản ứng hành vi buồn rầu, e ngại, thụ động, nhút nhát, thiếu thốn, trẻ không được thỏa mãn các nhu cầu như ăn, mặc, đói hoặc bị hành hạ về thể xác hoặc tinh thần, thì những đứa trẻ này dễ có tâm lý bất cần, dễ bị cám dỗ vào các tệ nạn xã hội. Đứa trẻ sống trong gia đình đặc biệt thì dễ gặp các trường hợp sau. Loại cha mẹ, người đỡ đầu nuôi dưỡng quá yêu chiều. Ví dụ là chú dượng, mẹ kế, ông bà nuôi cháu, cô dì chú bác, cha mẹ nuôi, thường cho rằng là trẻ thiếu thốn tình cảm nên họ cố gắng bù đắp cho trẻ, không dám nặng lời, trách phạt khi trẻ phạm lỗi, luôn chiều theo yêu cầu của trẻ. Cách chăm sóc này thì dẫn đến hình thành ở trẻ tính ỷ lại, kiêu ngạo, ương bướng, tự cho mình là trung tâm. Nếu các nhu cầu của trẻ không được thỏa mãn thì trẻ sẽ sinh ra các hành vi chống đối. Loại thứ hai là loại mẹ kế, bố dưỡng, những người nuôi dưỡng thiếu tình cảm, yêu thương. Họ xem thường hoặc cự tuyệt những nhu cầu hợp lý, chính đáng của trẻ. Như ví dụ như là ông bố, bà mẹ thì trước mặt vợ kế hoặc bố dưỡng muốn chứng tỏ mình là nghiêm khắc, không nuông chiều con, đánh đập, khắc nghiệt với con cái. Trong những trường hợp này thì trẻ dễ hình thành những tâm lý không lành mạnh, thù hằn với mọi người, luôn xét nét và để ý, dễ có hành vi xấu như là trốn học, nói dối, trộm cắp, phá hoại để trả đũa cha mẹ. Tóm lại, sự hòa thuận, cân bằng mối quan hệ của cha mẹ trong gia đình là điều kiện thuận lợi để nảy nở tình yêu thương chăm sóc giữa cha mẹ con. Chỉ có tình yêu thương đích thực của cha mẹ thì mới có thể che chở được cho các con, tạo cho trẻ cảm giác an toàn, mới hình thành phát triển ở trẻ những trạng thái tâm lý tích cực, những thói quen hành vi tốt lành mạnh, làm cơ sở cho sự hình thành và phát triển nhân cách phù hợp với chuẩn mực xã hội. Hả?